Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Thanh Xuyên, Học viện Thanh Sơn. Hai năm trước ta đã nói với người, thể chất của người chính là nguyên thủy thánh thể. Chỉ có tu luyện thôn thiên mới có thể đánh thức được thánh thể. Tu luyện nó, tại đoàn thể cảnh ít nhất là cũng có 10 vạn cân cự lực. 10 vạn cân. Đoàn thể cảnh giới có thể có 1 vạn cân lực đạo đã là quá sức tưởng tượng lắm rồi. Làm chính soái khí ngút trời, giác đạo năng. Ây, dậy. Thôn tính giới thiệu vừa nãy, đạo năng. Hả? Ngủ cái gì mà ngủ, tới người rồi. Bây giờ ra ngoài, chuẩn bị kiểm tra đo lường sức lực. Nghe thấy không, nhanh lên cho ta. Ây. Phế vật nổi tiếng số 1 của Thanh Sơn Học Viện, thế mà cũng phải đi kiểm tra sức lực sao? Ở học viện đã 2 năm, tu hành vẫn như cũ, hơn nữa cả ngày chỉ biết ngủ. Hắn ngủ gần như là không bao giờ đủ, gọi thần ngủ không khoa trương chút nào. 2 năm trước, sau khi vượt qua đoàn thể, trong lúc đang mất đi ý thức thì nghe thấy âm thanh đó. Tỉnh lại còn phát hiện ra bên cạnh của mình có một quyển công pháp tên là Thôn Thiên, nhưng nội dung viết quá vớ vẩn. Tu luyện như vậy chỉ có một con đường chết. Tiền nầm, ngũ thôn quyền ấn, sức lực 1 vạn cân. Lực đạo này quá là dũng mãnh. Còn nửa tháng nữa chính là ngày tinh thần học viện chiêu sinh. Tiền nầm nhất định sẽ có biểu hiện xuất sắc nhất. Đoàn thể cảnh giới là kiểm tra thân thể thiên tài. Thân thể càng mạnh sau này sẽ càng trở nên lớn mạnh. 1 vạn cân thì có thể lỗ lực đạt một võ giả đạo cảnh giới. Lợi hại là điều đương nhiên, hơn nữa sau này còn có tên rác rưởi đạo lăng làm nền. Đến cả Diệp Vận cũng qua đây, xem ra cô ta là mỹ nữ số 1 của Thanh Sơn Học Viện, từ trước tới nay chưa có ai theo đuổi thành công. Hơn nữa là nàng không tầm thường, rất nhiều người đều thắc mắc cô ta tại sao lại chạy tới Thanh Sơn Học Viện này làm gì. Hay cho thần ngủ người nhìn chằm chằm ta làm gì? Còn không mau đi đi. Ta không có. Còn đánh đá lớn, đá người đánh cây bông nghe còn được. Đúng đúng, tên vô dụng, mau kết thúc đi, còn đến người tiếp theo. Đừng ở đây lè mè nữa. Tùy tiện làm thì được rồi, dẫu sao cuối cùng vẫn là làm trò cười cho mọi người. Cái gì, chuyện gì vậy? Ui da. Ta quyết định kiểm tra người. Kiểm tra người sau rồi nói tiếp, đừng suốt ngày làm mất mặt học viện. Người về đi. Đạo sư thế mà lại khoan dung cho hắn. Đạo sư cũng quá lương thiện, loại người như này nên để hắn mất mặt. Đạo sư xin lỗi, trên thế giới này không thể trở thành võ giả thì chính là phế vật. Không thể cứ tiếp tục như thế này, bởi vì ngủ là do ta không thể tự chủ. Tương lai có thể không thể tự mình mưu sinh. Lẽ nào còn để tên què nuôi ta cả đời. Thôn Thiên, đây chính là một canh bạc. Vật cược chính là mạng nhỏ này. Đạo Lang ca ca, Thanh Mai Trúc Mã, Vương Á, muội tới rồi. Đạo năng ca ca, đồ đã mang tới rồi chứ? Mang tới rồi, đồ này có thể cho muội mượn chơi mấy ngày.
Có điều thời gian không thể quá dài, nếu không phụ thân nổi giận đấy. Cảm ơn đạo năng ca ca. Tuy một năm trước, Vương Á đã chuyển khỏi khu ổ chuột của bọn ta, không thể nào sống cùng nhau nữa. Nhưng bây giờ còn có thể thỉnh thoảng gặp nhau đã là may mắn lắm rồi. Đạo năng ca ca, không cần để ý người khác nói gì. Vương Á rất thích đạo năng ca ca. Nếu như có thể cùng nhau vào tinh thần học viện, Vương Á muốn trở thành nữ nhân của đạo năng ca ca. Thật sao? Wow! Vương Á, miếng đá này, ngươi nhớ mấy ngày nữa phải đem trả lại cho ta. Vương Lĩnh biểu ca, ngươi xem ta đây là tam tinh phải không? Ta cảm thấy chính là nó. Vương Lĩnh cũng đang ở đây, cô ấy tại sao lại biết Vương Lĩnh? Còn là biểu ca? Đúng, đây chính là nam tinh. Vương Á, ngươi đây là có ý gì? Chúng ta không phải đã nói rõ ràng là không nói cho người ngoài biết hay sao? Người ngoài? Vương Lĩnh biểu ca không phải là người ngoài. Miếng đá này bắt đầu từ bây giờ đã là của ta rồi. Ngươi thế mà lại lừa ta, đây là vật gia truyền của nhà ta. Cha chỉ có duy nhất một miếng này. Biểu ca xem trọng vật gia truyền của ngươi thì đó là phúc khí của ngươi rồi. Hơn nữa thời gian này ta phải hạ thấp thân phận của bản thân cùng nói chuyện với ngươi đã là chuyện mà ngươi phàm phu tục tử muốn cũng không dám nghĩ. Đây đã được cho là thù lao cho ngươi rồi. Ngươi nói cái gì? Ta còn tưởng rằng ngươi là người duy nhất ta có thể dựa vào. Lúc trước đã hỏi ngươi nam tình nhưng ngươi vẫn không cho ta. Bây giờ còn có mặt mũi trách ta lừa ngươi. Nếu như ta không làm như nữ nhân kia, nếu như ta không nói làm nữ nhân của ngươi, ngươi sẽ đem nam tình cho ta hay sao? Ta nhỏ đến phế vật như ngươi còn mơ mộng làm nữ nhân của ngươi. Thấy người sang mất quàng làm họ, muốn được thơm lầy. Vương Lĩnh biểu ca còn nhớ hay không, buổi đấu giá lần trước, một miếng nam tinh bé bằng đầu ngón tay thôi cũng đáng giá 100 vạn kim tệ rồi. Đúng vậy, miếng này nhất định. Ta tại sao cảm thấy có mùi chân thối nhỉ? Đây có thể là mùi thơm đặc biệt của nam tinh. Phải biết miếng đá này ít nhất là nặng 5 cân. Đây thực là bảo vật à, trả lại cho ta. Lùi ra sau. Biểu ca, nếu như để chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt tới danh tiếng của người. Ta thấy hay là giết hắn đi. Nữ nhân này thật là độc ác. Vậy thì tạo hiện trường giả. Như vậy, một tên thế vật vọng tưởng uống máu hung thú có thể mở ra pháp môn tu hành trước nay chưa từng có, nhưng cuối cùng lại bỏ mạng ở ngoại thành. Câu chuyện rất hợp tình hợp lý biểu ca. Chỉ có điều phải lãng phí huyết dịch bình hỏa lân thú này. Đây là ý trời sao? Thật trùng hợp, công pháp thôn thiên chính là phải uống huyết dịch của hung thú mới có thể tu luyện. Ta tưởng rằng ta bị điên rồi mới đi tu luyện môn công pháp này. Dẫu sao năng lượng của huyết dịch hung thú cũng cực kỳ cường bạo, trực tiếp uống sẽ khiến người ta bị xé nhừ, sẽ khiến người ta bị xé ra thành từng vụn mảnh. Nhưng hôm nay thế mà lại bị ép uống nó rồi. Đi thôi, thời gian chưa uống hết một chén trà thì hắn đã chết rồi. Đạo năng, ngươi cũng đừng oán hận ta. Món bảo vật này trong tay của ta chính là minh châu sáng nhất thế gian. Ở trong tay của ngươi nó mới được phát sáng. Ta rất nhanh sẽ đột phá vận linh cảnh giới. Ngươi mãi mãi cũng không thể biết được giá trị của nam tinh lớn thế nào. Cảm giác này cuối cùng cũng có thể trở lên mạnh hơn rồi. 10 vạn cân, thật sự có 10 vạn cân sao?
Vương á, vương lĩnh, đâu phải chết. Không ngờ miếng đá đó, thế mà lại có thể khiến cho người ta có thân phận như vương lĩnh, không tiếc dùng huyết dịch hung thú để giết chết ta. Trong cái động của cha què rốt cuộc là có những bảo vật gì? Thực sự có vài chuyện ta cũng có điểm che giấu. Tinh thạch đó thực ra ở nhà ta còn có cả sọt. Hơn nữa, còn bị cha què tùy ý dùng để quạ lồi, móc ngón chân, lót bàn. Hơn nữa, những miếng tinh thạch tốt hơn sẽ được ông ta làm thành quả cầu pha lê để chơi, ngủ cũng phải mang theo bên mình. Vì lúc trước cha què đã nói không thể mang ra ngoài, nhưng cũng nói đợi ta có bản lĩnh rồi thì tất cả để cho ta. Đây là miếng dùng để đánh nồi, có lẽ là chất lượng kém nhất, cứ cầm trước một miếng trước là được. Chính là nó. Sắc trời không còn sớm nữa, hay là ngày mai đem đi đổi lấy tiền. Trước tiên phải xem cường độ của môn công pháp thôn thiên này là như thế nào. Năm ngày sau, quá hưng phấn đến mức không nhẫn nại được, liền một lúc tu luyện 5 ngày liên tiếp. Bây giờ tinh thần vẫn hăng hái như cũ. 3 ngày sau chính là ngày tinh thần học viện, tranh báo danh số người tham gia, còn không ra ngoài tìm huyết dịch hung thú thì sẽ không kịp mất. Xuất phát đến tụ bảo các. Ơi, đây không phải là thần ngủ hay sao? Ngươi tới đây làm gì? Tiền dịch, đại đại của tiền nâm, 3.000 cân lực đạo. Nào, bổn đại gia khát nước rồi, ngươi còn không mau đi lấy cho ta. Này, được lắm, ngươi thật là to gan, thế mà lại dám không coi ta ra gì. Không đánh ngươi một trận, thật là không có lý, thật là thiên lý khó dùng. Nhớ lấy cho ta, ngươi mãi mãi là phế vật, mãi mãi bị ta đánh. Phế vật còn muốn phản công, xem ta hôm nay làm thế nào. Phế cánh tay của ngươi đây, sắp đứt rồi. Cảm giác không tệ. Tạm biệt phế vật. Tụ bảo các này của chúng ta là cửa tiệm to nhất Thanh Thạch Thành, giữ chữ tín cực kỳ tốt, lại có rất nhiều phân tiệm. Nào hai vị muốn xem gì? Mời các vị vào trong. Đừng nhìn người tới đây không nhiều, thật ra đó đều là những người có gia đình giàu có, giống như các ngài tới bổn tiệm xem đồ. Một người bình thường đến đây xem chán chê, đến lúc thương lượng thỏa thuận giá thì bị hù cho chạy mất ấy. Theo lý mà nói, công tử ở Thanh Thạch Thành này ca ca của ta đều quen, nhưng vị công tử tác phong lịch thiệp tuấn tú này không biết tới từ nơi nào. Vị thiếu gia này, ngài tới bổn tiệm cần mua món bảo vật gì? Vào trong ngồi, vào trong rồi nói. Được thôi, mua đồ gì còn phải úp úp mở mở, xem thử hắn muốn làm gì. Uầy, trong mấy món đồ ở đây có vẻ rất đắt, không biết món đồ này của ta rốt cuộc đáng giá bao nhiêu. Ơi, miếng khoáng thạch này thực sự rất đẹp, ngươi dự định muốn bán bao nhiêu? Đưa trước 1 vạn kim tệ, có là đổi thành máu hung thú, cường độ phải mạnh hơn hỏa lần và không được trùng nhau. Người 1 vạn kim tệ, ngươi biết 1 vạn kim tệ là bao nhiêu hay không? Ngươi còn nói cái gì kỳ nhân thú, ngươi có biết kỳ nhân thú là gì hay không? Hung thú hiếm gặp đó, ngươi còn muốn mạnh hơn máu hung thú của nó,
lại còn các loại khác nhau. Cái thứ khốn nạn, ngươi đúng là đồ điên. Ngờ đâu kéo cái tên ngu ngốc này ra ngoài đánh cho ta. Ngươi, các ngươi, đây là cái tên điên từ đâu ra, đã đắc tội với Vương Thiên tiểu thư. Có cần ta đánh hắn thành đầu heo hay không? Lẽ nào ra sai giá rồi sao? Tiểu tử gan không nhỏ, lại dám đến đây gây chuyện. Nếu các người không cần đồ vật nữa thì thôi, cần gì phải kêu người tới đuổi ta đi? Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Lý Đại Hải tổng quản. Cái tên cua mùa chính là tìm chuyện, muốn cầm cái hòn đá kia bán giá cao. Ta chuẩn bị giáo huấn tên tiểu tử này một chút. Lại là Vương Thiên này, người của Vương gia, dựa vào thế lực gia tộc khắp nơi đắc tội khách nhân, vốn dĩ chính là đạo lý vô thương bất gian. Người nói một câu nhẹ nhàng với khách nhân thì chết hay sao? Vị khách này, ta có thể xem đồ vật một chút được không? Nhưng nếu tên tiểu tử này thật sự là dám ra giá vớ vẩn, cũng không thể nào thiếu một trận đòn. Lẽ nào hòn đá này thực sự là rác rưởi? Vậy thì rất xấu hổ rồi. Ngươi còn ngơ ra làm gì? Còn không mau lấy ra đây. Đúng vậy, lấy ra đây xem đi. Có thể nhờ một bước hay không? Cho dù xích hồng này có phải là bảo vật hay không, tốt nhất vẫn không nên để người ngoài nhìn được. Là cái thứ gì cần che giấu như vậy chứ? Một cái hòn đá. Vợ còn che giấu giếm như vậy, đúng là cái tên nhà quê. Chờ xem ngươi sẽ đẹp mặt ra. Đây là xích huyết đồng tình. Đây là bảo vật chỉ tồn tại trong hang động khủng bố đó. Vương gia thì có một viên xích huyết cảnh giới, vì có trộn lẫn tạp chất, uy quyền nên trực tiếp tăng. Một phần đầu ngón tay nhỏ thôi của xích huyết đồng tinh này cũng đáng giá, đủ 50 vạn kim tệ. Tốt quá, cái tên Vương Thiên vốn là một cái tên thủy hóa. Sao rồi, hòn đá vỡ rồi sao? Vốn là một hòn đá rác rưởi, hắn ta còn đòi bán giá cao, đúng là mơ mộng hão huyền. Vậy mà cô ta từ chối ngoài cửa loại bảo vật cực phẩm này sao? Mau nhận ngay, nếu như mình phụ trách, phân chia hoa hồng đều được kiếm thêm. Nếu đã là hòn đá vỡ, vậy tôi liền cáo từ. Cái gì, ngươi còn muốn đi? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi không đi nổi rồi. Lý Đại Hải, ông mau đánh gãy một chân của hắn đi. Ngươi không thể đi. Sức tay của Lý tổng quản kinh người. Nếu chọc phải ông ta, không cho ngươi một trưởng thành đầu heo, là đi không nổi đó đồ ngu. Ngươi đối đãi với khách hàng có thái độ gì vậy hả? Cái thứ có mắt không trồng. Tình huống gì đây? Ba. Thái độ chứng thối nhà ngươi dám đánh ta, ngươi chán sống rồi hả? Đánh ngươi thì sao hả? Đánh ngươi là muốn nói cho ngươi biết phải tôn trọng khách hàng, phải đối đãi với khách hàng như thượng đế. Nhìn cái bộ dạng ngu xuẩn này của ngươi, ta không giết ngươi là để lại mặt mũi cho ngươi rồi đó. Không thể tin được Lý tổng quản lại dũng mãnh như vậy. Tiểu hữu chớ trách nha. Ta đã cho người vừa mang cái tên ngu xuẩn đó cuốn gói đi rồi. Cái thứ xúc sinh đó đắc tội ngài. Ngài đại nhân đại lượng, ngàn lần đừng để trong lòng nhé. Đúng vậy, là cô ta không nhìn ra được bảo vật. May mắn là ta xuất hiện kịp thời. Nói thật, đồ vật này không phải là một thứ bình thường, cũng chỉ có tụ bảo các chúng ta mới có thể nhận được. Chúng tôi sẽ nhất định bồi thường cho ngài, ý ngài thế nào? Bọn họ nói rất đúng,
Đồ vật này ngoại tụ bảo các ra sẽ không có ai nhận cả. Người cứ chờ đấy, ta đảm bảo ngươi không sống qua được đêm nay đâu. Trước tiên đưa cho ta 50 vạn kim tệ, huyết dịch hung thú. Ta muốn mọi cách lần đầu gia tăng sức mạnh. Tốt nhất là đổi được cái bình quý nhất nữa. Ngài là luyện đan sư. Thực ra bình thường chỉ có thể luyện đan sư cần nhiều máu hung thú như vậy để luyện đan. Nhưng luyện đan sư là nghề cao quý không gì sánh được. Sư phụ của ta là luyện đan sư thì ra là vậy. Khó trách hầm cổ vực sâu lại xuất hiện một cái bảo bối như vậy. Đúng là vị đại nhân. Đại Hải, ngươi mau đi lấy hết huyết dịch hung thú của cái bình chân quý trong phòng mang ra đây. Nhớ là phải làm theo yêu cầu của vị thiếu gia này. Vâng. Đây là trà ngọc bích vừa hái xuống, ngài thử một chút xem. Vậy mà lại có thể thăng cấp sức mạnh cơ thể. Đây là huyết bảo của máu kỳ nhân thú và lị và lam tinh thú. Mặc dù trị giá không cao nhưng đều là hung thú khó gặp. Có thể 50 vạn kim tệ nữa. Mặc dù ta từng nghe qua, xác thật đẳng cấp cao hơn so với hỏa lân thú, mà lại còn là hai bình nữa. Đây mới chỉ là biếu tặng mà thôi. Phía sau còn có máu thật của hung thú thượng cổ. Chúng ta còn đang đi nấy. Hung thú thượng cổ. Hung thú thượng cổ tuyệt đối không phải là thứ hung thú bình thường có thể so sánh được. Chân huyết của hung thú thượng cổ lại càng quý hiếm vô cùng. Không ngờ giá của xích huyết đồng tinh lại cao như vậy. Ta phải đi tới Thanh Châu Thành. Đi đi về về cũng phải mất tới Tới 2 đến 4 tiếng. Làm phiền ngài ở đây đợi một lát. Được thôi. Thế ta nghỉ ngơi một tí đợi người về. Vâng, thế chúng tôi ra ngoài trước đây. Ôi, nếu đã rảnh rỗi không có việc gì thì thử ngươi trước vậy. Thêm nữa, quả nhiên là vậy, nội thể của hung thú vốn đáng sợ, thôn thiên lại có thể đem năng lượng của hung thú dịch chuyển tới trên cơ thể của mình. Năng lượng cuồng bạo quá, cả người cứ sắp vỡ lát. Nếu là máu của hung thú thượng cổ thì còn kinh khủng tới cỡ nào đây. Không gian rung động. Rốt cuộc công pháp này là ai đưa cho mình? Nguyên khởi thánh thể. Đây là thánh thể gì? Thần thể, chiến thể, vương thể, các loại thể chất đặc biệt. Thánh thể cũng chỉ mới nghe qua một lần, nhưng nguyên khởi thánh thể thì đây là lần đầu tiên mình nghe thấy. Phải tìm tư liệu tìm hiểu rõ ràng mới được. Không biết người đưa công pháp này cho mình có xuất hiện nữa hay không đây. Có cơ hội nhất định là phải báo đáp ân tình của cô ấy. Lưu Tinh Quyền, đây là võ kỹ cấp bậc gì? Không ngờ hắn lại có hứng thú với môn võ kỹ này. Tiểu thư hay nà. Dừng. Tên gia hỏa này, Lưu Tinh Quyền này tuy không phải là loại đặc biệt lợi hại, có điều cũng là một môn võ kỹ cao cấp. Ta học mất nửa tháng mới nắm vững một chút, không phải trong một thời gian ngắn là có thể học lén được tất cả. Một tiếng đồng hồ đã trôi qua, tiểu thư, không ngờ vẫn nhẫn nại chờ như vậy. Cái gì, chuyện này sao có thể? À, cái này, ta chỉ là tùy tiện xem một chút mà thôi. Thật khó xử, xem trộm võ kỹ của người ta, còn bị người ta chứng kiến từ đầu tới cuối.
Không có gì, kỳ tài. Năng lực suy diễn của hắn thật là nghịch thiên. Ta tên Tử Ngọc, ngươi tên gì? Lần đầu tiên thấy tiểu thư chủ động xưng danh tính. Tử Ngọc, ngươi gọi ta là Đạo Lăng thì được rồi. Xem dáng vẻ, có lẽ là tiểu thư quân nhà Khuê Các. Họ Đạo, nghĩa nào hắn là người của đạo tộc? Không phải chứ, đạo tộc cách Thanh Xuyên rất xa. Hơn nữa thực lực của người này cũng không quá mạnh. Bán có lẽ là trùng họ mà thôi. Dạ, đây là chân huyết của thượng cổ hung thú. Không biết người có vừa ý hay không. Báo lân thú. Thượng cổ hung thú này thực là đáng sợ. Huyết dịch đều đã hóa thành cấp cực cao. Ngoa nào. Xong rồi cho ngươi. Cực kỳ mãn nguyện, phiền mọi người rồi. Đoán là cái bình này có thể hỗ trợ cho cơ thể của ta tăng trưởng tới một tầng khủng bố. Mạo muội hỏi một câu, ngươi luyện thể cảnh giới đã có bao nhiêu lực đạo rồi? Chuyện này ta còn chưa kiểm nghiệm. Tên tiểu tử này thật chẳng quan tâm gì tới thực lực của bản thân. Có tiện không nếu thử nghiệm tại đây một chút? Cũng được. Vậy ta không khách khí nữa. Ta thế mà lại có 2 vạn cân. Chỉ mới qua 5-6 ngày thôi, tốc độ tu luyện này cũng có phần hơi quá rồi. Sao có thể chỉ được nhiêu đó? Có năng lực suy diễn nghịch thiên như vậy, tối thiểu phải có 4-5 vạn cân lực đạo. Đạo Lăng, ngươi biết cơ thể đoàn thể cảnh giới càng cao, thành quả sau này đạo lý sẽ càng cao hay không? Đừng lãng phí thiên phú của ngươi. Nhưng cơ thể không biết thăng cấp thế nào mới tốt. Ta cho ngươi bình tứ phẩm trúc cơ dịch thấy sao? Rất khó, cho dù là tứ phẩm. Tứ phẩm? Ngươi vừa nói cái gì? Tặng ta tứ phẩm trúc cơ dịch. Trúc cơ dịch nhị phẩm đã đáng giá 50 vạn kim tệ. Đây, ngươi còn tặng ta tứ phẩm. Đúng vậy. Điên rồi, tiểu thư cô ấy điên rồi. Chút thải nhĩ coi như là để kết bạn. Đừng khách khí. Kỳ thực đối với ta mà nói, nó cũng không có tác dụng gì. Không không, đây là món quà quá là quý giá rồi, ta không thể nhận. Nhận đi, nhận lấy đi mà. Ta chỉ có một bình này. Không nhận, hậu quả ngươi tự nhận nha. Ơi, nguy hiểm quá. Không có công không nhận nộc, phải không? Tử Ngọc, ngươi có chuyện gì cần ta giúp hay không? Thông minh, có điều. Đối với ngươi mà nói, đây cũng là một chuyện tốt. Ta muốn ngươi trong vòng 3 tháng tu luyện thành công âm dương trưởng. Âm dương trưởng, một trong thập đại chí cường thần thông, là thứ đã gây ra cuộc huyết chiến ở Thanh Xuyên. Chỉ như vậy. Trong 3 tháng, nếu như ngươi tu luyện thành công, cũng phải trả lại cho ta. Thành sao? Tiểu thư, đây là âm dương trưởng, ngươi tại sao lại đem tặng cho người ngoài? Sợ cái gì, cũng chỉ là phần mở đầu thôi sao? Nếu như hắn có thể tu luyện thành công, thì có thể khai hỏa tạo hỏa, chi địa của âm dương não tổ. Tới lúc đó, nói không chừng có thể lấy được toàn bộ âm dương trưởng, thập đại chí cương thần công. Không thể nào. Các tộc kỳ tài không có ai có thể thành công. Tiểu thư người, tùy tiện tìm một người tu luyện âm dương công thì sao có thể thành công? Hơn nữa, hắn mới có 2 vạn cân lực đạo, thiên phú bình thường, do với thiên kiêu còn cách biệt rất lớn. Không gấp.
Ta thấy chưa chắc đâu. Thành quả lần này thu được cũng không quá hời rồi. Cũng quá hời rồi. Không biết tứ phẩm trúc cơ ninh dịch này có hiệu quả mạnh như nào. Đường, con đường thay đổi thành Sơn Lâm rồi. Đây là trận pháp. Loại trận pháp này rất là không bình thường. Đây là bút tích của ai mà to như vậy? Tiểu xúc sinh, ngươi còn nhớ ta không? Không quen, ngươi là ai? Ta chính là Vương Thiền. Vì ngươi nên mới bị đuổi khỏi tụ bảo các. Ta muốn ngươi bây giờ phải chết ở đây. Ê, ta còn tưởng là ai chứ? Vương Thiền tìm ta tới thay cô ta xử lý. Thế mà lại là tên phế vật này. Thần ngủ. Rất tốt. Xem mấy người trong các người, cũng chỉ có người đứng đằng sau, miễn cưỡng có thể đánh. Tên nhà ngươi chính là tự tìm đường chết. Thưởng cho ngươi một đại tiễn. Một tiễn này của thiếu gia cũng đủ xuyên thủng người hắn rồi. Thằng ngốc. Đây. Lực xung kích của đại tiễn đủ để nghiền nát cánh tay của hắn ta. Không có một vạn cân lực cự. Một vạn cân cự lực vốn dĩ. Cái gì? Sao có thể? Ngươi sai rồi, Vương Lực. Người tìm chết là ngươi. Thế mà lại trực tiếp giết chết Vương Lực. Đại đại của Vương Lĩnh. Tiêu rồi, ta cũng chết chắc rồi.